ơi, chào mừng các bạn với kênh Nhố Nguyễn nha. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái nhà xe mới 100% luôn. Hiện tại mình đang đứng cửa hàng xe máy Bảy Vinh nha. Thì xíu nữa mình vô hỏi anh nhân viên cửa hàng về địa chỉ chính xác cho các bạn xem. Thì hiện tại mình thấy cái dòng xe Vision rất là nhiều luôn. Thì nếu mà các bạn có nhu cầu mua Vision thì hiện tại cửa hàng xe máy Bảy Vinh rất là nhiều. Có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại mình đang để trên màn hình, thì alo số điện thoại trên đó giúp mình nha. Đây là mình thấy đa số là đủ phiên bản hết luôn, từ bản tiêu chuẩn cá tính cao cấp đầy đủ hết luôn. Còn trong đây dòng SH cũng rất là nhiều. Rồi đầu tiên em chào anh nha. Chào chị. Dạ. Rồi thì trước khi quay xe thì nhờ nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình và cách thức trả góp á anh. Dạ. Cửa hàng xe máy của em là cửa hàng xe máy Bảy Vinh, tọa lạc trên tổ 3 khu phố Khánh Long, phường Tân Phú Khánh, Đông Nguyên Bình Dương á chị. Dạ. Dạ. Hướng bên phải của mình là mình đi về đâu vậy anh? Cái hướng bên phải mà cửa hàng nhìn lên đó là nó ra ngã tư Miếu Ông Cù, phía bên tay trái á là dạ, nó về chợ Chi Hùng. Đấy. Dạ. Dạ. Rồi, còn mua góp hôm nay mình cần giấy tờ gì để trả góp được rồi anh? Hiện tại thì ngân hàng nó đang thay đổi cái quy trình mới. Thì có số ngân hàng thì áp dụng từ 20 tuổi trở lên thì chỉ cần chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân. Dạ. Còn ví dụ như dưới 20 tuổi thì mình cần thêm cái nữa là sổ hộ khẩu hoặc là bằng lái. Ngoài ra thì anh chị em đang làm việc tại công ty xí nghiệp mà có thẻ bảo hiểm y tế thì dạ, mình cứ mang theo nha. Đấy, đó là những quy trình mới nhất của ngân hàng đề xuất ra. Dạ. Còn nếu mà các bạn bị nợ xấu thì không biết mua góp được không anh? Tình hình nợ xấu á, thì bây giờ mình không thể nào mà để phân luồng được, thì để mà chính xác nhất á, thì mong quý khách hàng á, mình đến cửa hàng mình làm hồ sơ, tại vì bên cửa hàng có 5 ngân hàng, đôi khi thì dạ, ngân hàng này từ chối thì sẽ có ngân hàng khác dạ, chấp nhận, nên là để chính xác nhất thì anh chị em đến cửa hàng chọn xe dạ, còn mình trả trước bao nhiêu và thủ tục mình làm như thế nào rồi bên ngân hàng sẽ tư vấn, nếu hồ sơ được duyệt thì mình nhận xe dạ. Đấy. Okay. Nên đôi khi là chính xác nhất là cứ đến cửa hàng. Đấy. Dạ. Dạ. Rồi giờ hai anh em mới bắt đầu cập nhật cái dòng xe từ hôm trước vô luôn ha anh. Dạ, dạy dạ, đồng hành cùng em tới em. Dạ, đầu tiên thấy cái Vision thì hiện tại cửa hàng xe máy Bảy Vinh rất là nhiều luôn, đầy đủ phiên bản luôn nha, có đầy đủ 4 phiên bản luôn. Thì không biết nếu mà bản tiêu chuẩn, bản chìa khóa thì giá như thế nào anh? Vision thì đối với cửa hàng xe máy Bảy Vinh á, thì đến với Mr. Hơn á, thì giá xe là luôn là cam kết nha anh chị em nha. Dạ. Giá xe là bao gồm thẻ OT, bao gồm thế hóa đơn, bao gồm thế chiếc xưởng, chỉ còn tiền biển số nữa thôi. Dạ. Thì em sẽ cập nhật giá luôn. Đối với cái phiên bản mà màu xanh cá tính. Dạ, đấy, màu xanh cá tính là cửa hàng đang bán giá là 48.500, giá xe đã bao gồm thế VT, đã bao gồm thế hóa đơn, đã bao gồm thế chiếc xưởng. Dạ. Chỉ còn cộng tiền biển số nữa thôi là bên em sẽ chốt giá làm bánh cho anh chị em luôn. Đấy. Dạ, 48 năm, bản này là bản đặc biệt không bản anh? Đặc biệt, còn đối dạ, với cái bản cao cấp á, dạ, cao cấp màu đỏ với màu trắng á. Dạ. Là đồng giá với nhau là 46.500. 46 năm. Dạ. Trên lệch là 2 triệu đồng không ạ? Trên nhập lệch nha 2 triệu đồng. Còn dạ, đối với cái phiên bản màu trắng tiêu chuẩn á, dạ, là cửa hàng đang bán giá là chỉ có 44.500. Nếu mà anh chị em mình mua góp được hỗ trợ giá 1 triệu rưỡi đối với cái dòng xe tiêu chuẩn. Dạ. Đấy, là chỉ có 43 triệu thôi. Đấy. Thì với giá này em... mà nếu mà các bạn mua góp á, nếu mà các bạn mà mua mà tiền mặt á, thì anh phải bán đúng với giá này không? Hay mình còn phát sinh thêm chi phí nào nữa không anh? Đối với cái dòng xe mà phiên bản tiêu chuẩn á, tiền mặt là 44.500. Dạ. Còn nếu mình mua góp á thì cửa hàng sẽ hỗ trợ giá cho mình, giảm giá được 1.500.000. Dạ. Đấy, là bán giá gốc luôn. Dạ, rồi. À, đối với cái dòng xe Vision nha. Dạ. Thì giá tiền mặt là 445, em xin nhắc lại là giá tiền mặt là 445 đối với dạ, dòng xe tiêu chuẩn, còn ví dụ như mua góp thì được giảm giá 1.500.000. Đấy. Rồi. Cái dòng Vision này mình mua mình trả trước bao nhiêu anh? Đối với cái dòng xe Vision á thì phiên bản tiêu chuẩn á thì mình trả góp á, mình trả trước thấp nhất dùm cho cửa hàng khoảng 5 triệu. Cao cấp thì khoảng 7 triệu, còn đặc biệt thì khoảng 10 triệu. Dạ. Thì theo phiên bản thì cái đây là đang áp dụng với biển số là huyện, tỉnh. Còn biển số thành phố Hồ Chí Minh thì trả trước hơi cao, khoảng 10 tới 15 triệu tùy dạ, theo dòng xe. Dạ. Còn nếu mà bản cá tính thì em thấy cửa hàng mình không thấy đây, thì nếu mà bản cá tính thì giá như thế nào anh? Bản cá, nhất luôn. Cá tính thì cái bản giá mới cập nhật luôn á là 51.500. Rồi, là đã bao đầy đủ hết. Dạ. Dạ. Đây, cửa hàng của mình là những màu này là màu green hết nha. Còn thấy không sơn bên đây thì cửa hàng, nếu mà các bạn có nhu cầu sơn thì cửa hàng của mình có sơn theo yêu cầu của anh. Dạ. Ừ. Đây thì là bên trong đi, mình vô bên trong anh nha. Dạ. Hay là đây có em Janet thì sẵn báo giá luôn. Dạ, thì đối với cái phiên bản mà Janet mà 2022 nha, cái này là nó thiết kế này thôi, chứ nó thiết kế chụp đèn nhìn cho nó đẹp dạ, hơn, rất là đẹp luôn. Thì nó cũng giống như 2021 thôi. Dạ. Thì đối với cái phiên bản này là cửa hàng bản cao cấp thì cửa hàng đang bán giá là 32.500, là nói chung là bên em là báo giá là đầy đủ hết rồi, nên là anh chị em xem clip hỏi ôi tại sao mà giá cao hơn, tại vì có những cửa chỗ nó báo giá là chưa bao gồm đầy đủ giấy tờ, còn bên em thì bao giá đầy đủ luôn, nên là mua bán nhanh gọn lẹ. Đấy. Cái dòng Janet thì mình mua mình có cần trả trước không anh? Đối với cái dòng xe Janet phiên bản màu cao cấp á, thì chị trả trước khoảng thấp nhất là khoảng 3 hoặc là 4 triệu. Rồi, 3 dạ, đến 4 triệu đối với dòng Janet. Dạ. Dạ, còn đâu đây là dòng mô tô, này là GBX Demon nha.
này giờ phía bản Demon. Dạ. Bản Demon để em coi lại cái giá, tại mới cập nhật nhá mới. Dạ, màu này là màu vàng nhám rất là đẹp luôn. Dạ. Cái này dành cho các bạn mà nhỏ con mình đi rất là đẹp, rất là phù hợp luôn. Đây. Thì đối với cái phiên bản màu vàng này á, bản Demon này là cửa hàng đang bán giá là 49 triệu. Đấy. Thì chỉ còn tiền biển số nữa thôi. Bên em là báo giá là nhanh lắm chứ không phải như mấy cửa hàng khác lên phải lương lẹo. Thì anh chị đến với kênh YouTube và đến với cửa hàng xe máy Beijing biết đến với Mr. Hơn thì luôn là giá chuẩn chứ không có giá lương lẹo. Dạ, 49 triệu không anh? Dạ, 49 triệu là bao gồm trọn gói chỉ còn tiền biển số thôi. Dạ, giá này... Cái bản Demon này mình mua góp mình trả trước thấp nhất 3 hoặc là 4 được chị. Dạ, 3 đến 4 triệu. Còn nếu mà các bạn muốn lấy cái góp để mà trả phần trăm giá trị xe anh? Nếu 40 thì 40 như 49 như 50 thì nhân cho 40% giá trị xe là trả trước khoảng 20 triệu là nhận được rồi góp. Rồi 20 triệu mình trả góp rồi góp rồi ha. Dạ. Còn qua đây là dòng SH thì dòng đẳng cấp của Taiga luôn. Thì này cũng chia làm 4 phiên bản, nếu 125 bản CBS thì giá như thế nào anh? Đối với cái phiên bản CBS á thì cửa hàng đang bán giá là 83 triệu. 83 triệu. Dạ, ABS là 96 triệu. Dạ. Còn SH 150i á thì CBS là 99 triệu, còn ABS là 122. 122. Đấy, thì đối với những cái phiên bản dòng xe SH này á thì giá xe là em chỉ cập nhật hiện tại thôi, tại vì dòng xe Honda là dòng xe nó lên xuống thất thường, đôi khi nếu mà anh chị em mà có nhu cầu mua xin liên hệ trước cho hơn qua số điện thoại 0908 230 144. Thôi sẽ check cái giá xe đó lại rồi anh chị em mình cứ cầm tin nhắn đến cửa hàng thôi. Đôi khi thì giá hôm nay em báo nhưng mà ngày mai nó thể tụt xuống 79 hay là 80. Đấy, đôi khi nó sẽ lên, thì để mà chính xác nhất thì anh chị em vui lòng check lại qua số điện thoại 0908 230 144. Đấy. Cái dòng SH 125 mình trả trước là bao nhiêu anh? SH 125 thì mình mua góp, ví dụ như biển số ở huyện, tỉnh thì chị trả trước thấp nhất khoảng 10 triệu rồi được. Dạ 10 triệu, còn 150 anh? 150 nếu mà bản C mình trả trước khoảng 25, còn bản A thì mình trả trước thấp nhất khoảng 50 triệu. Dạ. Rồi. Nếu mà đã mua bản A mà trả trước được 50 triệu là nhận được cầu góp luôn rồi chị. Dạ, nó là 150 ha? Dạ. Dạ. Rồi vô bên trong đây mình cũng có cái dòng SH nữ luôn, dòng SH mo thì màu này là bản có ABS chứ anh? Thì cái này SH Mo thì cửa hàng đang còn đúng một cái em xe đó là CBS, thì cửa hàng đang bán giá là 71 triệu. 71 triệu bản CBS nha. Dạ. Và màu đỏ rất là đẹp luôn. Dòng này thì giá mình trả trước bao nhiêu anh? Nếu mà mua góp mình trả trước thấp nhất khoảng 10 triệu là được chị. Dạ 10 triệu. Còn nếu mà các bạn ở xa đến mà mua xe tại cửa hàng của mình thì không biết mình có ưu đãi gì không anh? Ngoài ra thì cửa hàng hỗ trợ sẽ 500 tới 1 triệu đồng tiền xăng xe cho các quý khách hàng ở xa đến. Đấy, khi liên hệ trước cho Mr. Hơn. Dạ. Rồi, còn đây là dòng Vario 160 thì đây mình thấy có một con màu green và hai con này là sơn 3D. Thì này là bản CBS luôn, thì giá như thế nào anh? Thì đối với cái phiên bản mà 160 này á thì cửa hàng đang bán giá là 56 triệu đồng. Dạ, còn ví dụ như mà cái màu sơn 3D là 58 triệu. Dạ, anh cộng thêm là 2 triệu đối với tiền sơn không anh? Tiền sơn với tiền phí đổi màu trên cầu quẹt. Dạ, đây là mình thấy màu xanh, có màu xanh xanh xi măng luôn. Thì đối với cái phiên bản Vario 160 á, mình mua góp mình trả trước thấp nhất cho cửa hàng khoảng 4 hoặc là 5 triệu là được. 4 đến 5 triệu. Dạ. Còn về màu sơn thì mình có bảo hành gì không anh? Màu sơn thì bảo hành 1 năm. Dạ 1 năm, nếu mà có bong chóc. Bị bong chóc. Dạ. Còn chày xước là cái đó là mình bị da quẹt nên cửa hàng không bảo hành. Còn nếu mà bản ABS thì giá như thế nào anh? ABS thì cửa hàng chưa có nhập về nhưng mà có công bố giá là 74 triệu. 74 triệu. Đúng rồi. Dạ. Rồi còn đây là dòng Vario 125 150, đầu tiên này là 150, màu này cũng là sơn 3D với sơn. Thì đối với cửa hàng xe máy Beijing thì chỉ còn một em xe duy nhất và nếu mà bán em xe này coi như là hết luôn là Vario 150. Thì giá công khai của cửa hàng đang đề xuất ra là 73 triệu, là mình đến cửa hàng mình chồng 73 triệu lấy xe về tự làm biển số, còn cửa hàng làm biển số thì cộng tiền thêm. Đây là cái màu sơn 3D là cũng còn duy nhất đúng một em thôi. 73 triệu này là mình cộng màu sơn cho anh hay mình chưa? Xong xuôi hết trơn luôn đó. Dạ 73 triệu đó là tính màu sơn 3D luôn. Đúng rồi. Dạ còn nếu mà 150, 125 bên đây anh, chẳng hạn giống bên đây là bằng những màu green đây. 125 thì cửa hàng đang bán giá là chỉ có 52 triệu thôi. 52 triệu. Giá xe đã bao gồm thuế VAT. Thì từng trước là 54 triệu, từng này là giá xe đã qua Euro đã giảm hẳn. Dạ. Thì chỉ có 52 triệu thôi. Rồi 52 triệu cũng dòng này là màu zin nha, màu zin nha anh chị em nha. Dạ. Còn màu sơn 3D coi là mình 54 triệu. Dạ. Đấy. Sơn 3D cứ tính thêm là 2 triệu. Dạ. Cái dòng 125 mình trả trước là bao nhiêu anh? Đối với cái dòng xe Vario 125 mình mua góp trả trước thấp nhất khoảng 7 triệu tới 10 triệu là được. Rồi 7 đến 10 triệu. Còn nếu mà các bạn có tiền nhiều thì mình trả trước nhiều thì lãi suất mình lại càng thấp ha. Dạ. Ở phía sau mình đây cũng là dòng Vario 125 có màu green và màu sơn 3D đầy đủ luôn. Đây màu sơn, còn mấy bên đây thì màu sơn 3D. Dạ, sơn 3D cứ tính thêm là 2 triệu. Dạ, còn màu zin thì
Màu zin thì giữ nguyên giá là 52. Dạ 52 triệu. Dạ. Dạ. Đây đủ màu luôn. Tha hồ mình lựa chọn. Còn bản này mình không có đang tới thì giá như thế nào anh? Dạ. Cho bao nhiêu? 125. Cái không khóa 3 giây nữa là 51 triệu. Dạ, trên lên là 1 triệu đồng. Trên lên 1 triệu đồng. Nếu mà sơn 3D lên là 53. Dạ. Đấy. Đây là những màu zin nha. Dạ. Mình thấy màu này rất là đẹp luôn, rất là chói luôn. Đến thời điểm hiện tại thì qua Gio 125 là cửa hàng em đã giảm rất là nhiều. Dạ. Thì so với những cửa hàng khác thì vẫn còn đứng giá thì cửa hàng bên em đã giảm giá. Rồi. Dạ. Đây là những màu zin ha, mình sẽ quay. Nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Còn vô đây là dòng MR15V3 thì giá như thế nào anh? Dòng mô tô. MR15V3 cái màu zin này nè, là cửa hàng đang bán giá là 65.500, mình mua góp mình trả trước khoảng 10 triệu. Dạ. 10 triệu là mình sở hữu ngay em xe. Còn ví dụ như bên đây là cái màu sơn 3D nè. Sơn 3D này em thấy nhiều hơn thì giá như thế nào anh? Đây, đây là sơn 3D thì em thấy nước sơn nó nhiều hơn thì cũng 2 triệu ha. Dạ, nói chung là màu sơn với cộng rõ màu chi phí cao quẹt nữa là 2 triệu. Dạ, 2 triệu đồng. Là cái đó là 67 năm, còn bên đây là 65 năm. Dạ, sơn 3D thì cứ tính thêm là 2 triệu hết các bạn. Rồi, dù bên đây là những dòng mẹ sơn tơn 155, dòng xe mới luôn. Thì này cũng chỉ là nếu mà bản chìa khóa thì giá như thế nào anh? Accenter 155. Bản chìa khóa thì cửa hàng đang bán giá là 45.500, là giá xe đầy đủ hết trơn rồi đó. Giờ dạ. Chỉ còn tiền biển số nữa thôi. 45 năm còn khóa xe máy cây chẳng hạn giống như con bên đây anh. Khóa xe máy cây thì cửa hàng đang bán giá là 46 năm. 46 năm trên là 1 triệu. Dạ. Dạ. Thì tất cả những màu zin là bên em không có phân biệt màu. Dạ. Đấy, còn dụ như màu sơn 3D thì bên em mới phân biệt màu thôi, còn màu zin là bán đồng giá nhau hết. Đen nhám này hay là đỏ nhám gì bằng giá nhau hết. Dạ, còn nếu mấy bản giới hạn thì giá như thế nào anh? Đối với cái bản giới hạn thì nó sẽ cao hơn, 49 năm. 49.500. Dạ. Dạ, cái dòng Accenter 155 mình trả trước bao nhiêu anh? Dạ. Mình trả trước là nhiêu anh? Đối với cái phiên bản chìa khóa thì trả trước cho em khoảng 1 triệu, 2 triệu. Dạ. Còn ví dụ như cao cấp thì khoảng 4, 5 triệu, còn ví dụ như giới hạn thì khoảng 6, 7 triệu là được. Rồi, tùy theo phiên bản. Dạ. Đây là những màu riêng, còn nếu mà các bạn có yêu cầu sơn 3D thì cửa hàng của mình sơn luôn ha. Dạ. Bên trong mình thấy cũng có dòng Accenter 150 luôn sẵn. Dạ, 150 thì bên em vẫn còn được màu đỏ nhám với màu nhám cam và dạ. Cái màu sơn 3D là màu xanh chim ăn. Dạ. Thì đối với cái màu zin á, màu zin thì cửa hàng em đang bán giá là 45 năm. 45 năm. Dạ, màu sơn 3D là 47 năm. Dạ. Dòng đó mình trả trước không anh? Cái đó mình mua rốt mình trả trước thấp nhất dùm cho bên em khoảng 4 hoặc là 5 triệu là được. 4 đến 5 triệu ha. Dạ. Cái dòng Accenter 150. Dạ. Rồi nếu mà các bạn có nhu cầu mua liên hệ trên màn hình giúp mình nha. Thường thường nếu mà mình trả trước được như vậy tỷ lệ hồ sơ nó duyệt rất là cao. Dạ. Đấy. Thì đôi khi không trả trước cũng được hơn. Nhưng mà thì tỷ lệ nó sẽ duyệt hơi thấp hơn khi mình có tiền trả trước. Dạ. Đấy. Còn đây là dòng AB 150 luôn anh, màu xanh. AB 150 thì bên em chỉ còn đúng màu xanh thôi. Này là phiên bản cũ nha anh chị em nha. Dạ. Này phiên bản cũ thì cửa hàng đang bán giá là 57.500. 57.500. Dạ. Rồi, còn đây là những giờ mình trả trước là nhiêu anh? À, cái dòng xe AB mình mua góp mình trả trước khoảng 10 triệu. Dạ 10 triệu đồng thôi. Dạ. Còn đây là dòng Janus hồi nãy này là anh cũng đã báo giá rồi. Khóa dạ, 32 cây. Năm. 32 năm có dạ. Màu bạc và màu đỏ luôn ha. Dạ. Mình trả trước là hồi nãy nó bao trả trước khoảng 2 3 triệu là được chị. Dạ 2 3 triệu đối với dòng Janus. Dạ. Còn đây là những dòng Sony Satin dành cho các bạn giới trẻ đây. Đầu tiên đây là những con màu sơn S, hai con đây là sơn 3D và đây là màu đen nhám thì giá như thế nào anh? Thì đối với cái màu sơn 3D này là cửa hàng em đang bán giá là 57.500. 57.500. Còn màu zin á, màu zin là 55 năm. Dạ. Dạ. Còn màu trắng đỏ của anh Thiết thì giá như thế nào? Trắng đỏ là trắng đỏ mông đỏ phù đỏ. Dạ. Gách xinh á là bằng giá với màu sơn 3D là 57 năm. Dạ 57 năm. Dạ. Đây. Đây là nếu mà các bạn không thích những màu này thì cửa hàng của mình cũng có sơn theo cầu không anh? Dạ, bên cửa hàng úp theo nhu cầu. Dạ. Này rất có màu rất là đẹp luôn. Mình dòng này trả trước là bao nhiêu anh? Cái dòng Sonic này thì mình mua rớt mình trả trước thấp nhất từ 5 tới 7 triệu là được chị. Là vì dành cho biển số huyện tỉnh á. Dạ. Dạ. Còn biển số thành phố Hồ Chí Minh thì trả trước thấp nhất khoảng 10 tới 12. Dạ, tại vì thành phố Hồ Chí Minh lúc nào giấy tờ nó cũng cao hơn ở tỉnh hết ha các bạn. Dạ. Còn qua đây là dòng Raider. Dòng Raider thì giá như thế nào anh? Raider thì màu zin á thì cửa hàng đang bán giá là 50 triệu. 50 triệu. Dạ. Đó là dòng Raider. Còn bên đây là Satie thì giá như thế nào anh? Sachi tư nhân thì cửa hàng đang bán giá là 58. 58. Dạ. Dạ. Dòng Raider mình có cần trả trước không ạ? Raider thì mua góp trả trước thấp nhất giùm chị em khoảng 2 hoặc là 3 triệu là được chị. Dạ, 2 đến 3 triệu. Còn đồng Sachi anh? Sachi thì trả trước khoảng 6 tới 7 triệu. Dạ, 6 đến 7 triệu đối với dòng Sachi. Này là Sachi tư nhân nha. Còn nếu mà Sachi chính hãng thì giá như thế nào anh?
sẽ chia chính hãng thì cửa hàng em bán giá là chỉ có 55 triệu. 55 triệu, đó là sản chia chính hãng ha. Dạ. Đây, bên trong đây này mình cũng có sơn 3D luôn, màu xám xi măng, và em thấy cũng có sơn cái cặp mâm. Nếu mà mình sơn cặp mâm nữa mình tính thêm là bao nhiêu anh? Thường thường nếu mà sơn áo với sơn mâm luôn là trọn gói là 2 triệu. Dạ, là 2 cả triệu. Cả phí thay đổi trên cầu quẹt luôn. Dạ. Dạ. Rồi còn đây là màu này là tem mới nhất luôn, thì giá thế nào anh? Tay đơn. Gây đơn thì bên em không biết màu là mới hay là màu cũ, bên em bán đồng giá với nhau. Ồ, dạ. Bằng đồng giá luôn, cho mình dễ lựa chọn ha. Dạ. Rồi, còn đây là cũng là sơn 3D, mình sẽ quay hết cái màu. Nếu mà các bạn thích những cái dòng này thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Thì đây, cửa hàng đang úp chỉ còn có mấy màu thôi, tại vì bây giờ là dòng xe nhập về rất là khó. Dạ. Đấy. Thì bây giờ cũng để mấy màu zin chỉ còn được hai em sơn 3D, thì mấy trong kho thì còn rất là nhiều. Dạ. Hiện tại thì đang úp màu lên, thì do là úp chưa kịp, thì hy vọng những clip sau á, anh chị em mình yêu quý hơn và yêu quý kênh á, thì cứ bấm like nha, còn đăng ký kênh đấy để đón xem những clip tiếp theo những màu sơn như thế nào nha. Đấy, thì ví dụ như anh chị em mình mua rớp thì cứ liên hệ trước qua hơn qua số điện thoại 0908 230 134, hơn sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em. Thì nếu ngoài sau hơn đây nữa là vẫn còn dòng xe như là WinX, mình cập nhật giá từ trong ra ngoài chị nha. Dạ, đây là dòng WinX V2. Dạ. Đây là cửa hàng của mình còn này hai bản luôn, bản thắng thùng và bản ABS luôn. Nếu mà WinX V2 bản thắng thùng thì giá như thế nào anh? Cái này á, là cái màu sơn 3D lên á, là cửa hàng đã bán giá là 38.500, là phiên bản phanh CBS, còn màu zin á là 37 triệu. Cái này sơn triệu. Thì nó rẻ hơn, tại vì phí đổi màu của trên cầu vẹt nó cũng rẻ hơn. Dạ. Đây là chẳng hạn giống như con bên đây này không anh, đây là màu zin. Dạ đúng rồi, đây là màu zin. Màu zin là 37 triệu đồng giá hết. 37 triệu. Còn nếu mà ABS thì như thế này anh? Cái màu sơn 3D với màu ABS là bằng giá với nhau, 38.500. Dạ, 38 năm. Dạ, đây là Winner V2, người ta gọi là Winner V2. Dạ, đúng rồi anh. Dạ. Cái dòng Winner mình mua mình hôm nay mình có cần trả trước không anh? Đối với cái dòng xe Winner biển số huyện tỉnh thì mình không cần trả trước. Dạ. Nếu với điều kiện là thủ tục mình đầy đủ là được. Dạ. Rồi. Còn đây là dòng Winner V3 ha anh. Dạ. V3 thì cái đây cửa hàng là đang còn bản CBS. Thì CBS là cửa hàng đang bán giá là 39 triệu là giá xe đã bao gồm hết rồi. 39 triệu, này là bản thắng thường nha. Dạ, còn bản A thì 40 triệu. Dạ, trên lệch chỉ có 1 triệu đồng thôi. Dạ, trên lệch như 1 triệu đồng. Dạ. Bên em là cái bản A là không phân biệt là bản xanh nhám hay là bản đường đua hay là bản gì hết. Dạ. Tất cả đồng giá, bên em là bán đồng giá nhau hết chứ không có phân biệt màu sơn. Dạ, là 40 triệu đồng đối với bản ABS. Còn đây là dòng quay vô 160, hồi nãy trong đầu video anh cũng mình cũng có quay rồi. Thì sẵn đây nhờ anh báo giá là nếu mà bản CBS thì giá như thế nào anh? 56. 56. Dạ. Còn ABS ý 56 năm, còn sơn 3D lên là 58 năm. Dạ. Dạ. Rồi. Còn đây là những dòng Vario 125 nha. Đây là màu green. Đây là sẵn đây anh báo giá là những hai màu này luôn em. Vario 125. Bên đây là cái loại mà không có remote là 51 triệu, còn cái loại mà có phá ba dây là 52 triệu. Dạ. Là màu green. Rồi. Còn đây là AB thì 125, bản này là bản tiêu chuẩn luôn, màu đỏ đen. Dạ. Thì giá như thế nào anh? Này thì cửa hàng đang bán giá là 46 triệu chị. 46 triệu. Dạ. Còn 150 anh? Là 58 năm. 58 năm. Dạ. Rồi. Dòng AB 125 mình trả trước có bao nhiêu anh? AB chị mua gốc chị trả trước thấp nhất cho em khoảng 4 triệu rồi được chị. 4 triệu đồng thôi là mình lấy được xe về rồi ha. Dạ. Còn đây là dòng Mio dành cho các bạn nhỏ con mình đi, rất là đẹp luôn, máy rất là mạnh, 125 phân khối lượng. Thì Mio thì cửa hàng em đang bán giá thì chỉ có 28 triệu thôi. 28 triệu, Mio. Dạ. Cái dòng này mình trả trước bao nhiêu anh? Mio thì trả trước thấp nhất khoảng 1 triệu, 2 triệu rồi được chị. Dạ, 1 triệu, 2 triệu. Còn đây là dòng ly dành cho cái xe phụ nữ mình đi. Dạ. Có rất là to luôn. Cái bản cao cấp. Bản cao cấp thì cửa hàng đang bán giá là 45 triệu, chỉ còn một em xe thôi. 45 triệu, cái dòng ly màu đỏ, mình thấy rất là đẹp luôn. Cái dòng này trả trước bao nhiêu anh? Mua góp trả trước khoảng 4 triệu hoặc là 3 triệu là được chị. Dạ. Dạ. Đối với dòng ly nha. Còn bên sau mình đây cũng là dòng Vario, thì mình sẽ quay hết cái màu, mình cũng đã báo giá thì, rồi. Mà cái dòng mà xe mà nhiều anh chị em đang mà săn đón nhất là cái dòng xe Future. Đấy, dạ, Future. Dạ. Future này cũng là hai phiên bản luôn. Đây là nếu mà căm đĩa thì giá như thế nào anh? Căm đĩa thì cửa hàng cập nhật cái giá xe mới nhất luôn nha. Dạ. Là chỉ có 37 triệu 500. 37 triệu 500. Còn bánh mâm thắng đĩa là 39 năm. Dạ. Giá xe ở đây là em cập nhật mới luôn chứ không phải là để báo giá một đường rồi lên mà rồi bán một nẻo nha. Dạ. Chị em nha, để tránh cái tình trạng mà chính xác giá nhất á, là anh chị em vui lòng liên hệ lại cho hơn qua số điện thoại 0908 230 134. Dạ. Giá xe này là giá xe mới, còn ví dụ như mà bữa sau nó có tụt thì bên em sẽ báo tụt, còn có lên thì bên em sẽ báo lên. Dạ. Nha.
đấy. Rồi. Thì hiện tại tính tới điểm hiện tại là khu chợ đang giảm giá, đang tuột giá luôn đấy. Dạ. Nếu mà ngày hôm trước mấy bữa trước thì cái màu này nè là đang bán 38 năm, thì nay được giảm 1,5 triệu, còn có 37 thôi. 37 triệu. Dạ, thì còn cái này là 40 năm, giờ chỉ còn có 38 năm thôi. Dạ. Thì chỉ còn có mấy em che thôi. Bên em còn không phân biệt màu đen nhám hay là màu xanh nhớt hay là màu gì hết, chỉ có phân biệt cái màu trắng thôi, mà màu trắng thì bên em không có hàng. Dạ, màu này cũng đồng giá luôn không anh? Dạ, đồng giá nhau hết, bên em không có phân biệt màu. Rất là đẹp luôn. Dạ. Thì cái màu xanh nhớt này là cái màu rất là hiếm. Dạ. Đấy, thì ví dụ như anh chị em mình yêu thích cái màu xanh nhớt này cứ liên hệ chị Tiếp hơn luôn nha. Chỉ còn đúng một em xe thôi. Cái dòng future này nó là trả trước bao nhiêu anh? Future nếu mình mua góp biển số huyện tỉnh thì trả trước thấp nhất cho em khoảng 4 hoặc là 5 triệu rồi được chị. 4 đến 5 triệu. Dạ. Dạ. Rồi, còn đây là bên trong đây em thấy cũng có dòng quay pha luôn, thì dòng xe này quốc gia máy rất là đi tiết kiệm xăng và máy rất là ngon. Thì dòng quay này... anh pha đi cùng với future hiện tại đang giảm giá luôn. Nếu ngày hôm trước là 22 năm thì hôm nay chỉ còn có 20 triệu 500, thì hai dòng xe này đang giảm dần rồi. Dạ. Đấy. 20 triệu 500 ngàn. Dạ. Có màu xanh, màu đỏ và màu đen. Thì dòng này trả trước không anh? Dòng này thì nếu mua góp mình trả trước thấp nhất dùm cho em khoảng 2 hoặc là 3 triệu rồi được chị. Dạ, 2 đến 3 triệu đó dòng dạ. Wenfa. Còn trong đây là mình có dòng quay RTX mà này là bánh mâm thắng đĩa luôn. Cái bản này là 24 năm. 24 năm, này là bánh mâm thắng đĩa luôn không anh? Dạ, 24 năm. Dạ, còn nếu mà bánh căm thắng đùm thì giá như thế nào anh? Bánh căm thắng đùm là 23 năm, rẻ hơn 1 triệu. Còn nếu mà căm đĩa anh? Cái này nó chỉ có hai phiên bản thôi, bánh căm thắng đĩa với bánh mâm thắng đĩa. Dạ. Chứ nó chưa có đùm. Mà rồi. Bên em là chỉ còn có dòng xe này thôi. Rồi. Đấy. Còn trong đây là dòng Sirius FI. Sirius FI là 25 năm. 25 năm màu căm đen. Này là bánh mâm thắng đĩa luôn ha anh. Dạ. Này là phun xe điện tử. Dạ. Mình trả trước bao nhiêu anh? Thì đối với dòng xe Sirius này thì mình mua góp mình trả trước thấp nhất cho em là khoảng 5 triệu là được. Dạ, 5 triệu đồng. Dạ. Mà lấy được xe rồi. Còn ví dụ như mà Sirius mà bánh căm thắng đùm. Dạ. Chứ có thường á, bánh căm thắng đùm á thì cửa hàng đang bán giá là 20 triệu. Rồi, bánh căm thắng đĩa là 21, còn bánh mâm thắng đĩa là 23 đấy. Dạ. Thì là những dòng xe bên em đang cập nhật. Còn ở sau mình đây cũng có dòng Mio luôn, hồi nãy em báo giá là 28 không anh? Dạ, Mio là 28. Dạ, có mình đen, màu đỏ và màu xanh rất là đẹp thì luôn. Có một số người, số anh chị em nói coi ủa sao trong kia ấy, đây là những cái dòng xe mà khách hàng đang đặt để mình sơn lên, úp màu sơn lên á. Dạ. Đấy. Nếu mà sơn 3D thì có tầm bao lâu mình có, nếu mà các bạn đặt thì mình có hình. Nếu mà để mà cái màu sơn mà chất lượng á. Dạ. Là khoảng 5 ngày, 5 ngày là màu sơn là ra là chất lượng luôn. Dạ. Thì đây là những mấy trăm này là những khách hàng đã đặt cọc hết rồi, giờ chỉ tháo ra đi sơn thôi. Dạ. Đó, ví dụ như đây em nói Rider hai chiếc Winner luôn. Winner ít với Winner chiếc F nè. Dạ. Đấy, mấy trong kia là người ta đặt sơn mâm luôn. Rồi, ý nghĩa là người ta đặt sơn mâm thì mình tháo mâm, mình sơn đặt sơn theo nhu cầu luôn. Dạ. Thì dàn áo thì bên em đã tháo sẵn ở đó rồi, giờ chỉ cần nhà sơn qua lấy nữa là xong. Dạ, nếu mà sơn theo cầu mình cũng đồng giá là 2 triệu đồng không anh? Dạ, sơn với đổi cầu quẹt luôn là 2 triệu. Dạ, 2 dạ. triệu đồng ha. Rồi thì xe hôm nay mình cũng đã cập nhật hết rồi, thì giờ mình sẽ quay một lọt ở dòng xe. Mình đã quay báo giá, nếu mà các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình ha. Đầy đủ có dòng xe luôn, rất là nhiều. Rồi thì trước khi cái video nhờ anh nhắc lại địa chỉ cửa hàng của mình đi anh. Địa chỉ cửa hàng của em là cửa hàng xe máy Bảy Vinh, tọa lạc tên tổ 3 của phố Cánh Long, phường Tân Phú Khánh, Tân Nguyên Bình Dương. Và em xin cam kết là một điều nữa, giá xe nãy giờ em đang báo cho anh chị là giá xe hoàn toàn chưa thật nha. Để em tháo khẩu trang ra để nói đeo khẩu trang rồi xong xuôi báo giá ảo rồi lên không gặp em. Dạ, giá xe đây là nhưng mà tuyệt đối với nhiên cái dòng xe Honda nha anh chị em nha. Dạ. Dòng xe Honda thì chị cũng được biết là dòng xe đó nó khó chịu lắm. Dạ, dạ, nó có thể lên xuống thất thường. Rồi. Đấy, còn ví dụ như giá xe lên thì em sẽ báo lên, còn giá xe xuống thì em sẽ báo xuống nha. Dạ. Thì em sẽ xin kết thúc clip tại đây. Ví dụ như anh chị em nào mà cũng muốn mua, muốn xem những cái màu sơn 3D thì vui lòng bấm đăng ký kênh, một like, một tim đấy để đón xem những clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Rồi, giờ thì mình và anh Hân cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo nha. Dạ.